Thưa quý vị, thưa các bạn, với vai trò là tập đoàn trụ cột trong nền kinh tế, Petro Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn và thách thức, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Petro Việt Nam kiên định với mục tiêu tăng trưởng, đặc biệt chú trọng vào những giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy, tăng tốc triển khai hiệu quả công tác đầu tư các dự án, tài chính đồng bộ với chiến lược phát triển của tập đoàn thành tập đoàn công nghiệp năng lượng gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trong giai đoạn vừa qua, công tác quản trị đầu tư của Petro Việt Nam có nhiều đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật, tập trung triển khai quản trị danh mục đầu tư nhằm sớm nhận diện các cơ hội cũng như các rủi ro, từ đó có các giải pháp kịp thời để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tối đa hóa lợi ích. Đến nay, Petro Việt Nam đã hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành 36 dự án công trình và giải quyết cơ bản các vướng mắc tồn đọng kéo dài từ giai đoạn trước. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là doanh nghiệp chủ lực, mũi nhọn của ngành dầu khí. Tính đến thời điểm này thì quy mô của tập đoàn với tổng tài sản hợp nhất là 1,02 triệu tỷ đồng. Nguồn vốn chủ sở hữu hợp nhất là 552.000 tỷ đồng và liên tục có đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách quốc gia. Thì với đội ngũ cán bộ công nhân viên gần 60.000 người thì tập đoàn có năng lực và chuyên môn cao cùng tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, sự chuyên nghiệp và khả năng sáng tạo không ngừng đã xây dựng cho đất nước một hệ thống công nghiệp dầu khí hoàn chỉnh, đồng bộ khép kín từ các hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác tới tồn trữ, vận chuyển và chế biến dầu khí. Từ đầu năm 2023 đến nay, thị trường vận tải biển biến động liên tục và ghi nhận sự phân hóa mạnh giữa các phân khúc vận tải. Trong đó, thị trường vận tải hàng lỏng gần đây đã điều chỉnh giảm nhưng vẫn duy trì xu hướng tích cực do nhu cầu vận chuyển tiếp tục tăng trưởng trong bối cảnh nguồn cung tàu giới hạn. Trước những khó khăn thuận lợi đan xen, Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí PVChance đã chủ động, linh hoạt đưa ra nhiều giải pháp để tận dụng cơ hội thị trường, đồng thời khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất ổn định, an toàn, hiệu quả. Đội ngũ lãnh đạo cũng như là các công nhân viên hoạt động ấy, thì luôn luôn không ngừng phải học tập, đổi mới và đầu tư cho các con tàu của mình. Và như trong vận tải biển thì nó có cái quy định về hàng hải rất là ngặt nghèo, nhưng con tàu cũng phải có tuổi tàu. Nhưng đến một tuổi nào đó thì con tàu không khai thác được nữa, thì do đó là cái quan tâm đến đầu tư trẻ hóa tàu là những mục tiêu hàng đầu của tổng công ty chúng tôi. Cái nhu cầu về năng nhân lực để phát triển rất là quan trọng và tổng công ty đã có những cái giải pháp đột phá về nhân lực. Đội tàu của PVChance có chủng loại đa dạng từ tàu dầu thô, tàu dầu sản phẩm, tàu dầu hóa chất, tàu LPG và tàu hàng rời với tổng trọng tải gần 1,4 triệu DWT, tăng 37% so với năm 2022. Đối với thị trường trong nước, khi nền kinh tế từng bước phục hồi đã kéo theo sự gia tăng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và vận chuyển. Nguồn hàng vận chuyển tăng, kéo theo nhu cầu vận tải xăng dầu và khí trong nước cũng gia tăng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của PVChance ở thị trường nội địa. Thách thức nói chung từ xưa tới nay đối với ngành vận tải biển vẫn là vấn đề về nhân lực. Nhân lực ở đây mình không nói đến là cái vấn đề những cái nguồn nhân lực mới, mà đó là những nguồn nhân lực có chuyên môn, có trình độ. Tuy nhiên với những cái cố gắng trong cái công tác tuyển dụng, công tác đào tạo thì tôi tin rằng là tổng công ty cũng như những công ty thành viên sẽ khắc phục được những cái khó khăn đó và từng bước sẽ ổn định được cái nguồn nhân lực và có được cái nguồn nhân lực có chuyên môn theo đúng như cái mong muốn và cái khát vọng. Theo đánh giá của nhiều tổ chức tài chính, kết quả kinh doanh của ngành phân bón nói chung và công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau PVCFC sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm 2024 khi giá phân bón các loại đã tạo đáy vào tháng 6 năm 2023 và đang trong chu kỳ phục hồi. PVCFC đã tập trung vào chiến lược mũi nhọn, tận dụng mọi cơ hội gia tăng tiêu thụ nội địa và kinh doanh quốc tế, triển khai các dự án đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển hạ tầng kho cảng, logistics, phục vụ hoạt động kinh doanh và phân phối sản phẩm cũng như xuất khẩu. Thời gian qua thì công ty cũng đã rất là chú trọng đến công tác đầu tư và nguồn lực chúng tôi đầu tư vào những giá trị nền tảng cốt lõi của công ty. Đó là đầu tư vào nhà máy đạm Cà Mau cũng như hệ thống kho và mở rộng sản xuất định hướng cho tương lai. Chúng tôi cũng đã M&A một doanh nghiệp sản xuất NVK, hàng Việt. Chúng tôi cũng được cấp chứng nhận đầu tư cũng như là triển khai đầu tư tại Quy Nhơn một cơ sở, và chúng tôi cũng vừa mới được cấp chứng nhận đầu tư tại khu công nghiệp ông
kè tại Đồng Nai. Phát huy được những lợi thế trong thời gian qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch 5 năm 2021-2025, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục triển khai công tác quản trị danh mục đầu tư một cách sáng tạo, hiệu quả, đi vào thực chất, nhằm thực hiện có kết quả nghị quyết 41 NQTU về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, kết luận số 76 KLTU về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Các mục tiêu, chiến lược của tập đoàn thể hiện quyết tâm hoàn thành cao nhất tỷ lệ công tác đầu tư trong năm 2024 để từ đó phấn đấu hoàn thành kế hoạch đầu tư của cả giai đoạn.